Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel YouTube của Unfast Computer. Một thông tin cực kỳ đáng chú ý dành cho các fan phần cứng cũng như là các tựa game đòi hỏi cấu hình thì đó chính là phần mới nhất của tựa game cực kỳ ăn khách Battlefield đến từ EA đã được Open Beta mang cái tên đó chính là Battlefield 5. Và rất nhanh chóng thì mình đã tải được phiên bản beta này về và chơi thử trên một hệ thống PC của AMD với chip Ryzen 5 2600. Lý do thì mình muốn kiểm chứng xem với nền tảng mainboard chủ mới nhất là B450. Và cụ thể ở đây mình đã dùng đó chính là mainboard B450M Gaming của Aorus. Thì để xem rằng hiệu năng chơi game của các chip Ryzen sẽ như thế nào, cũng như các tựa game mới hiện nay đã tương thích hơn với các hệ thống của AMD hay chưa, thì các bạn hãy cùng mình theo dõi ngay bây giờ nhé. Trước hết thì phải nói rằng Battlefield 5 không hề làm mình thất vọng khi từ giao diện bên ngoài, màn hình vào game, tất cả mọi thứ đều được chăm chút và lột xác hơn với các phiên bản trước đó. Màu sắc trong game thì được làm sáng hơn, bắt mắt hơn, không còn quá u tối như các phiên bản trước. Tuy nhiên thì có một phần mình phải đánh giá đó chính là điều này lại hơi làm mất đi một chút cái bản sắc không khí của Thế chiến thứ 2, cũng chính là bối cảnh ở trong game. Âm thanh cũng là một điểm được chú ý rất nhiều trong phần mới nhất của tựa game Battlefield này, khi mà tiếng súng, âm thanh xe chạy, va chạm, đạn nổ được làm hoàn thiện hơn, mang tính không gian nhiều hơn và cực kỳ chân thực. Mình thậm chí còn rùng mình mỗi khi bị trúng đạn xe tăng chẳng hạn. Chết vậy. Và do đây vẫn là một phiên bản beta nên trò chơi vẫn bị một số lỗi như sau. Matchmaking bị lỗi rất là nhiều, có những lúc không sắp nổi team để vào được trận. Bị disconnect, server interrupt khi vào trận. Loading game cực kỳ lâu dù mình đã cài game vào ổ SSD rồi. Phát game ra thì lại vào không ổn định lắm, thường phải restart máy thì lại mới vào được. Và mình rất hy vọng đó chính là EA có thể sửa được các lỗi này trong các bản cập nhật, và cho đến khi chúng ta có một bản chính thức thì chúng ta sẽ không bị các lỗi về kết nối như thế này nữa. Và để chơi thử tựa game này thì mình đã sử dụng một cấu hình như sau. Chip Ryzen 5 2600 6 lõi 12 luồng, tốc độ là 3.4 GHz, Turbo Boost lên là 3.9 GHz, mainboard là Aorus B450M Gaming, RAM 16GB Zskin Boost 2800, card Radeon RX 580 8GB RAM cũng là của Aorus luôn. Về mặt lưu trữ thì mình sử dụng một ổ cứng 120GB SSD đi kèm với một ổ cứng Seagate FireCuda 1TB có tốc độ là 7200 vòng 1 phút và có 8GB cache tốc độ cao. Ngoài ra mình đã update driver mới nhất cho card VGA Radeon RX 580. Cùng đó là update lên phiên bản Windows 10 Home bản quyền mới nhất để đảm bảo là hệ thống đã được cập nhật đầy đủ trước khi test một tựa game mới. Và nhân tiện là khi các bạn mua Windows bản quyền kèm với các bộ pickup trong thời điểm này thì các bạn sẽ được giảm giá 50% bản Office 365 nếu mua kèm, và thẻ bảo hành tại nhà 1 năm trị giá là 300.000 đồng nữa nhé. Khi vào game thì FPS luôn ổn định ở mức là 60fps do chúng mình đã khóa VSync, vậy nên là nó sẽ không thể hơn được 60. Nhưng mình tin là với việc cực kỳ ổn định ở mức 60, gọi là thi thoảng sụt FPS xuống khoảng 59 và thậm chí có đôi khi còn tăng lên được cả 61 cơ, thì nếu bỏ đồng bộ dọc đi thì FPS có thể lên được 80-90 rất là bình thường. Về nhiệt độ thì cả GPU và CPU đều trong mức là 70 độ, một mức nhiệt độ mà mình nghĩ rằng chấp nhận được do chúng ta đang chỉ sử dụng tản stock mà thôi. Vậy nên là nếu bạn nào mặc thêm cả tản nước hoặc đầu tư một cái tản khí xịn xịn thì có khi chúng ta sẽ được một cái nhiệt độ mát hơn rất là nhiều. Như vậy có thể nói rằng thời điểm hiện tại, sau các lần update BIOS cũng như là các hãng đã sản xuất ra các BOM chủ đời mới cập nhật được đầy đủ hơn thì các chip Ryzen đang ngày càng ổn định. Đồng thời các nhà phát triển game cũng đang ngày càng tương thích tốt hơn với các hệ thống của AMD. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi mà thời điểm hiện tại trên thị trường, các chip Intel đang bị khan hàng, giá đang bị đẩy lên hoặc là không được bán lẻ thì chip Ryzen bỗng dưng trở thành một cứu cánh dành cho các game thủ, vừa có hiệu năng ngang ngửa với các chip Intel và ngày càng ổn định hơn, lại vừa có mức giá thơm hơn rất là nhiều. Vậy các bạn nghĩ sao về tựa game Battlefield 5 mới ra mắt cũng như là việc sử dụng chip Ryzen để chơi game? Hãy cùng comment ở phía bên dưới nhé. Nếu cảm thấy video này hay thì hãy like, subscribe cho kênh YouTube và Unfast nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.